Ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 7 bị cáo cùng ngụ quận 8, gồm Trần Bảo Minh, sinh năm 1984, Trần Minh Vũ, sinh năm 1987, Lê Minh Thiện, sinh năm 1989, Huỳnh Thanh Hiền, sinh năm 1987, cùng mức án 14 năm tù, Phạm Thị Tuyết Nga, sinh năm 1987, vợ của Minh, và Nguyễn Thùy Thanh Trúc, sinh năm 1992, vợ Thiện, cùng mức án 8 năm tù, Dương Hoàng Bảo Trân, sinh năm 1982, 6 năm tù, cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 3 tháng 4 năm 2022, nhóm đối tượng trên đến một quán karaoke trên đường Dạ Nam, phường 3, quận 8 để hát. Cùng thời điểm trên, ba thanh niên khác gồm Tâm, Phúc và Dần cũng hát tại đây. Đến hơn 22 giờ, Minh và Vũ xuống quầy lễ tân tính tiền thì gặp Tâm, Phúc, Dần cũng đang ở đây chờ thanh toán. Cho rằng nhóm thanh niên nhìn đểu nên giữa hai bên xảy ra cự cãi. Minh cầm cây viết ở bàn lễ tân đâm trúng vai Tâm, bị đánh nên Tâm đánh trả. Dần và Phúc đến can ngăn bạn thì bị Vũ lao vào đánh Phúc, dẫn đến hỗn chiến giữa đôi bên. Sau hỗn chiến, Tâm đã không qua khỏi vì chấn thương sọ não. Khi hay tin nạn nhân tử vong, Hiền ra đầu thú. 6 đối tượng còn lại cũng lần lượt bị công an bắt giữ.